Đào Phương Quỳnh. Vô chơi ngồi đi, ngồi xuống đi. Được, có sao đâu. Ngồi xuống ghế đó. Kéo ghế ra. Ừ. Ủa mình múc té ra hả? Múc té ra.
Ở đây mình sẽ sử dụng bốn phím là A, S, T và chấm tiêu để di chuyển. Còn phím Space này là sử dụng để tấn công trò chơi mình thể hiện này có tên là Space Shooter. Rồi, con bóng bật play. Thank you.
sẽ dừng lại ở đây thôi, được chưa? Mà con thấy đủ nhiều chưa? Nhiều đủ nhiều mà đúng không? Đúng chứ. Trong gì trò chơi chứ. Hay là muốn là... Có cảm thấy việc tạo ra trò chơi vui hơn là sau cái chơi trò chơi không? Vui hơn đúng không? Con thấy vui hơn không? Sau cái việc mà thấy mình chơi cái trò chơi đó thì tạo ra nó vui hơn. Vui hơn đúng không? Nó thú vị hơn đúng không? Có nhiều thứ chứ quan tâm hơn bây giờ. Rồi, vậy thì cảm ơn hai bạn đã đến với cuộc chơi ngày hôm nay nha. Thì nội dung cuộc chơi ngày hôm nay đến đây kết thúc này ha. Rồi. Dạ. Có này. Mày dữ hả? Ba bắt xạo quá à. Quý quay làm ba bắt mày bắt mày cho con biết rồi. Chi ba bắt mày. Ai đâu bị nó sợ nữa. Nó không có con biết không? Nó không có con biết không? Nó là mẹ. Mày ăn nó sợ kì hả? Nhưng mà chia ra từng năm từng năm. Nếu à, còn, nhưng mà nếu như vậy thì bên em sẽ không có một phần, có nghĩa là các bạn học thấy lúc web sẽ đào tạo lấy lúc web của mình, lấy web này của đây và hai cái này sẽ đây chính là hai cái giá trị nhất của các bạn học được sẽ được. Nó chỉ bao gồm trong cái học là bình thường, còn cái chúng ta thì nó chỉ là cái web đã học được rất là cao. Web là nó nghe cái đồ bài học và là các bạn có thể nhưng mà cái học được về vấn đề